nghệ sĩ cải lương Trang Thanh Xuân, từ cô đào quyến rũ đến cuộc sống khó khăn ở tuổi 70. Trang Thanh Xuân tên thật là Đào Thị Thanh Xuân, bà sinh năm 1953 trong một gia đình nghệ sĩ nghèo, ba mẹ bà đều theo gánh hát. Từ khi còn rất trẻ, khi bà mới 20 tuổi, Thanh Xuân đã trở thành nghệ sĩ hát chính trên một số sân khấu. Cô đào Trang Thanh Xuân được nhắc đến nhiều nhất với vai Bạch Thanh Nga trong vở Máu Nhuộm Sân Chùa, hát chung với Minh Tâm, Vũ Linh. Có lúc đói quá, người nghệ sĩ già phải đi xin ăn. Căn phòng trọ có diện tích chỉ hơn 6m² của chị em nghệ sĩ Trang Thanh Xuân, Thanh Đào rất lâu mới có người ghé thăm. Khách chủ yếu là anh chị em nghệ sĩ tìm đến chia sẻ, hỗ trợ người nghệ sĩ già khốn khó tuổi về chiều. Khách đến, bà thường hẹn ở trường tiểu học Trạch Ông, rồi đích thân ra đón vào một hẻm nhỏ với những căn phòng trọ ập ẹp khó tìm. Đôi chân của người già 70 tuổi đã bị thoái hóa khớp, đi lại khó khăn. Hiện bà không thể ngồi được bình thường, nhưng ngày nào cũng đi bộ từ nhà lên chợ Rạch Ông bán vé số. Đoạn đường đi xe ôm mất khoảng 15.000 đồng, nhưng tiếc tiền cả hai chị em bà đều đi bộ. Mỗi tờ vé số bán được chỉ lời có 1.000 đồng, đâu dám bỏ tiền đi xe, bà nói. Hơn 30 năm nay, bà đã đi bộ như thế khắp những con đường, ngõ nhỏ ở khu vực đường Dương Bá Trạc, quận 8 để bán vé số mưu sinh. Tiền thuê nhà khoảng 1 triệu 7 mỗi tháng, thêm vài trăm ngàn tiền điện nước, đó là chưa kể tiền thuốc thang cho hai chị em. Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân mắc bệnh tim, sáng chiều đều phải dùng thuốc. Nhưng mỗi ngày, số tiền hai người kiếm được cao lắm cũng chỉ 100 ngàn đồng, chi phí không đủ vào đâu. Cuộc đời của hai người già cô độc cứ lay lắt tạm bợ, lúc dư tiền một chút thì mua được cơm ăn, còn không thì ăn bánh mì từ thiện. Thậm chí những khi đói quá, bà phải đi xin mới có cái ăn. Trong ngăn tủ nhỏ, tài sản quý nhất của bà là hai cuốn album lưu giữ những hình ảnh thời còn xuân sắc, xinh đẹp, lộng lẫy trong những hóa thân và các nhân vật cải lương tuồng cổ. Những bức ảnh được bà mang đi phục hồi, làm ảnh màu mỗi khi để giành được vài 30.000 đồng. Hồi đó, bà là một cái tên luôn được báo chí chú ý viết bài, dành tặng những danh hiệu như gương mặt trẻ triển vọng hoặc gọi bà là Xuân Lệ Thủy. Trang Thanh Xuân luôn hát đào chính ở các đoàn cải lương Thái Dương, rồi Việt Nam Minh Vương, Phương Bình. Sau giải phóng, bà đi đoàn Sông Bé hát với các nghệ sĩ Vũ Linh, Minh Vương, Giang Châu. Những trang báo ngã màu thời gian được bà gìn giữ cẩn thận từng bản tin, giới thiệu vở diễn, các bài viết, hình ảnh. Khuôn mặt của hồng nhan, của tài sắc nhưng phải gánh lấy một số phận quá nghiệt ngã. Mà đau đớn nhất với bà trong suốt bao nhiêu năm là việc buộc phải rời xa sân khấu. Cứ mỗi lần nhắc đến sân khấu, đến quãng thời gian vàng son được ca hát là bà lại tủi thân và khóc. Lúc mới giải nghệ, đi bán vé số mà nghe ai hát cải lương là thấy đau. Đứng ở đằng này, nghe đằng kia, những người đồng nghiệp của mình đang hát trên sân khấu, chỉ biết chết lặng. Bệnh tim khiến tôi không thể nào còn hát ca được nữa. Mỗi khi sân khấu mở màn, nghe tiếng trống, tiếng nhạc vang lên, tôi lại không thể chịu đựng được. Số phận của mình đã như vậy, biết làm sao bây giờ? Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân rơm rớm nước mắt nhớ lại chuyện ngày xưa. Bà vẫn luôn dùng hai chữ số phận để nói về cuộc đời mình. Có lẽ cũng không có từ nào khác để lý giải cho một đoạn trường mà bà đã trải qua, phải đi tiếp cho hết một kiếp người. Người không muốn khóc mà nước mắt cứ chảy. Lúc mới nghỉ hát, bà cùng em gái Thanh Đào cũng là nghệ sĩ thuê nhà trọ sống ở quận 8, bắt đầu cuộc mưu sinh bằng việc bán chuối chưng rồi bắp nấu. Nhưng bà đau nên luộc xong những nồi bắp nặng, bà lại bê lên bê xuống không nổi. Vậy là hai chị em chọn bán vé số nhẹ nhàng hơn mà cũng có được chút ít đồng ra đồng vô. Những năm tháng ấy, quận 8 còn thưa thớt dân cư, điều kiện sinh hoạt nhiều thiếu thốn. Ngày ngày, hai chị em bà thay nhau đẩy xe đi lấy nước sinh hoạt. Rồi những đôi chân trở nên già nua, đau yếu. Tuổi đã cao, nhưng ngày nắng cũng như ngày mưa, hai chị em bà vẫn từng sáng từng chiều đi bán vé số.
sau những đêm trường không ngủ được, những ngày dài vất vả mưu sinh, những lần Bộc Bạch sẽ chia về cuộc đời mình với khách đến thăm. Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân đã không còn muốn nhắc nhiều về những năm tháng đã qua. Bà bảo mình phải luôn cố tránh để bản thân xúc động vì sẽ rất mệt bởi những cơn đau tim. Nhưng rồi, nước mắt vẫn cứ rơi. Bà mãi mãi không thể quên được những vai diễn từng thể hiện trong các vở Đường Rừng, Hoa Sơn Thần Nữ, Nắng Thu Về Ngõ Trúc, Máu Nhuộm Sân Chùa. Trên YouTube hiện tại có bài hát hiếm hoi được chia sẻ lại là bản tân cổ nghệ sĩ Trang Thanh Xuân hát thuở xưa cùng với nghệ sĩ nhân dân Minh Vương. Giọng hát của nữ nghệ sĩ trong trẻo, cao vút. Cũng từ đó em biết thương, biết nhớ, biết bâng khuâng, mơ ước mộng ban đầu. Câu hát ngày nào đã lùi về dĩ vãng, mộng ngày xưa đã hóa tàn tro. Bà ngậm ngùi. Cuộc đời mà, hồi đó là đào chánh nhưng giờ tôi chỉ là người bán vé số mà thôi. Có những khi tuổi phận thấy lòng mình buồn thảm, nhưng việc mình muốn hay không cũng không được. 4 năm trước, ca sĩ Quách Tấn Du có đến thăm bà. Anh đã ngỏ lời mời bà cùng tham dự sự kiện Hội Xuân Nghệ Sĩ. Lần đầu tiên sau mấy mươi năm, người nghệ sĩ già được đi làm đẹp, được trang điểm, thoa son, mặc áo dài, choàng khăn, đeo chuỗi hạt. Trong tạo hình được chăm chút, bà đẹp một cách sang trọng, rạng ngời khi bước lên thảm đỏ sự kiện. Nhưng rồi cũng chỉ một đêm vui ấy, bà lại trở lại với cuộc mưu sinh khốn khó. Một đêm vui trở thành dư ảnh mà bà nói sẽ nhớ và biết ơn suốt một đời. Như câu hát xưa bà đã hát, xin giữ trong lòng hình ảnh một đêm vui.